Hello anh em, chào mừng em đã trở lại với Chiro Win, Chiro Takimi. Rất vui vì hôm nay được gặp nhau với những clip thì hiện tại mình đang có mặt tại nó sớm live. Hôm nay thì mình có một cái tin tức đặc biệt cho anh em đây. Đó là về cái series tân thủ của mình ở bên server 490. Nói chung thì nếu mà anh em tiếp tục ủng hộ thì mình sẽ tiếp tục làm những phần tiếp theo thôi. Và hôm nay thì ở phần tiếp theo thì mình đang có một cái Coje nha anh em. Hiện tại thì nó có hỗ trợ cho chúng ta, đó là Coje tân thủ. Thì cái này là mình dành cho những bạn nào chưa biết thôi. Thì bây giờ mình sẽ vào server luôn đã. Ok. Hiện tại thì như thế này, bây giờ mình sẽ đang giới thiệu cho anh em xem. Tức là từ server 228 trở đi anh em, tức là mình 400 mấy là đủ điều kiện đó. Từ 228 thôi là được rồi. Từ 228 trở đi, nếu mà các bạn đạt cấp 5 thì các bạn sẽ nhận được Coje. Các bạn đạt cấp 10 cũng được Coje. Cấp 15, 20, 25, 30 gì đó. Đó, tất cả ở đây cho đến 50 luôn là các bạn sẽ nhận được Coje. Các phần thưởng ở đây rất là hấp dẫn luôn. Ngoài ra thì các bạn nạp 100 vàng, tức là 10.000 đấy, 10.000 tiền thiệt, các bạn cũng sẽ được Coje. Nạp 50.000 cũng được Coje, và 100.000 cũng có Coje. Và cái mốc của nó là cho đến 50.000, 100.000 và 200.000. Wow, rất là nhiều đồ ngon luôn đấy anh em. Nếu anh em nạp nhiều là rất là ngon luôn ấy. Và hiện tại thì mình vừa lên cấp 5. Ở phần 1 thì mình vừa lên cấp 5, cho nên là mình nhận được cái Coje tân thủ đây. Khi nào mình lên cấp 10 thì mình sẽ nhận tiếp được Coje tân thủ nha anh em. Cho nên bây giờ thì mình sẽ thử cày lên cấp 10. Mình sẽ nhận cái Coje này, sau đó thì mình sẽ thử cày lên cấp 10 cho anh em xem. Hiện tại thì mình cấp 8 rồi chứ không phải cấp 5 nữa. Bây giờ mình sẽ đưa vào lẻ bao. Đấy, cho nên là mình những bạn nào có đua top với mình và chơi server mới từ 228 trở đi á, mà đủ cái đạt cấp điều kiện, các bạn có thể nhận Coje ở trong đây. Đấy, anh em thấy không? Các bạn nhớ nhận Coje để nhận thêm phần thưởng, để các bạn gọi là kiểu có thêm điều kiện để các bạn cày cuốc đó anh em. Đó, nó là như vậy. Rồi, ok. Đấy, sau khi nhận Coje xong thì nó sẽ gửi về mail chúng ta. Mình được 5 cái ba lô. Thì ra phần thưởng là vậy thôi đó hả? What the fuck man. À, 10 lực hành động, 15 vạn chiến tích, 15 vạn berry, 150 vàng và 5 ba lô. Đấy, mấy cái kia thì nó tự cộng dồn vô đây rồi anh em. Còn ba lô thì nó sẽ gửi về thư. Hiểu rồi. Ok, 5 ba lô này cũng có giá trị lắm anh em. Mình sẽ mở được một số cái ô này. 1, 2, 3, 4, ok tới đây. Đó, anh em thấy không? Rất là rộng túi luôn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục chiến phó bạn. À, xin chúc anh em một ngày vui vẻ và xem clip mình thì nhớ đừng quên để lại một like, một subscribe, đăng ký kênh ủng hộ cho mình nha. Ngoài ra thì nếu thấy có quảng cáo thì nhớ click vào ủng hộ cho mình về tinh thần và động lực cũng như là những gói mì hảo hảo thơm ngon. Ok, chơi thôi. Mình vừa có Ken rồi anh em, cho nên là nói chung thì cũng mạnh mẽ, khá là mạnh. Anh Ken sửa xe nhà ta cũng khá là ngầu. Mình sẽ tăng tốc luôn nha, cho nó nhanh đi. Có nọ rồi nha anh em. Phòng nữ tuyệt đối. Giờ chiêu khiên một giọt quyền thoại. Nói chung thì giờ mình là vô đối rồi đẹp. Có Ken là mình mạnh vô đối rồi, không có gì có thể cản chân được mình cả. Ok, nói chung thì bạn nào có vào Tân Thủ thì nhớ vào biển Bắc nha. Bạn nào tới cái đoạn chọn biển Tây, biển Nam nữa, các bạn nhớ chọn biển Bắc để cùng cái biển với mình chơi cho vui. Ngoài ra thì anh em nhớ kết bạn với mình nha. Tên của mình khá là dễ viết thôi, Kisame. Không viết hoa, viết thường thôi được rồi. Đấy, đơn giản vậy thôi. Những cái phó bạn đầu tiên này dễ thôi anh em, không có gì khó khăn cả. Cứ đánh với bọn hải quân tiếp riêu là có thể qua được. Wow, và lần này chúng ta gặp Mihat này anh em. Như vậy thì sao đây? Sao lại Mihat lại đối đầu với râu trắng thế này? Chưa hiểu lắm nha anh em, mình chưa hiểu lắm. Ok, vậy là râu trắng sẽ đối đầu với Mihat. Trời luôn. Không sợ anh em, không sợ. Cần hết được. Có bố già ở đây thì cân hết được. Ok, chờ luôn bố già ơi. Chấn động không gian và đã chết sạch rồi, chỉ còn Mihat thôi. Anh Mihat này làm gì đây? Vẻ mặt rất ngầu nha anh em, vẻ mặt rất ngầu luôn, nhưng mà thật sự là không có tuổi gì đâu trắng. Ui dồi ôi, dăm ba cái chiêu đường chém quyền ảo này thì làm gì mình. Quyền này. Thế anh em sợ liền, làm sao mà chống cự được? Chống cự là bụng sẽ bự liền. Chúng cự là bụng sẽ bự liền. Nếu rau trắng này anh em uống bia uống rượu đây mà bụng vẫn không mở nha anh em. Không phải là bụng bia, đây là bụng cơ ngực 8 múi. Quá ngầu. Rồi mình được thêm cái này là gọi là BB. BB này tác dụng sẽ tăng tiệt chiêu phòng. Và tiệt chiêu phòng đó là gì? Thì tiệt chiêu phòng là tác dụng giảm đi sát thương của những cái bọn đánh tiệt chiêu. Đấy, dùng thì mình sẽ nói rất là kỹ càng của những bạn nào mới chơi luôn anh em. Mình mong là sẽ có rất là nhiều bạn tân thủ giống như kiểu như mình.
không phải giống như mình nữa. Mình là biết chơi từ trước rồi, giống như rất là nhiều bạn chưa biết chơi đó anh em, thì xem những clip của mình thì có thể sẽ biết chơi hơn. Ok, bây giờ mình sẽ mang BB cho nhân vật chính đi. Hiện tại mình mới cấp 9 thôi anh em, đang chờ cấp 10 để mang được cái vũ khí cấp 10. Ồ, 68% rồi anh em, chắc cũng sắp lên. À, đây là boss của các bạn luôn anh em. Đây là boss của các bạn này nữa nha anh em. Chạy luôn. Lên đi em ơi, lên cấp 10 là mình có thể nhận coi nha anh em. Anh em nhớ vào đó nhận coi nha, mình sẽ để link nhận coi ở dưới luôn cho những bạn nào chưa biết. Là các bạn nhấp vào để nhận coi nha. Ok. Ok man. Ok man. Lát nữa mình sẽ chỉ cho anh em cách để tìm kiếm những cái clip thuộc series tân thủ được của mình một cách thật là đơn giản. Ok. Rồi ok, nói chung thì có quà luôn rồi đấy. Đánh được ông này nữa chắc mình nhận được quà này luôn đấy chứ, đúng không? Mình phải đánh thêm mấy đứa kia nữa là mình xong cái quà này. Ok, ông này là cái ông gì đây, có cái skill đưa bàn tay ôm à. Ông ấy đưa bàn tay giống như kiểu ôm cả thế giới đó đi, nhưng mà rất tiếc là bị mình đánh chết rồi. Không hiểu lắm. Rồi, vậy là mình đã hoàn thành phó bạn đầu tiên rồi anh em. Phó bạn hai chiếc thuyền đụng nhau. Ở đây thì nó có hướng dẫn gì đây? Dùng trang bị có thể nâng cao sát thương vật lý, tức là vũ khí đó anh em, thì sẽ đánh vật lý. Dùng nhận thì sát thương kỹ năng tất sát, và ma khí thì kỹ năng ma pháp. Rồi ok, đó nó cứ hướng dẫn chúng ta đưa vào, chúng ta sẽ có kỹ năng. Cường quá nhận thì chúng ta cường quá nhận, mà cường quá vũ khí thì chúng ta cường quá vũ khí. Đó, xác nhận liền, đi nhận nhiệm vụ liền, lên cấp 10 liền. Ngon nha anh em. Yeah, mình cấp 10 rồi anh em, bây giờ mình sẽ ra thử nhận con dê xem sao. Chúng ta sẽ chọn một cái dê tân thủ nha. Đó. Ồ, sau đó thì chắc là chưa reset kịp cho nên là giờ mình sẽ reset. Giới thiệu đây. Người chơi đạt cấp độ 10 tại các server mới từ 28 trở đi đúng không? Một túi nuôi cá, một túi linh thạch, lại thiếu thêm ba lô vải nè anh em. À, đây là con dê hoạt động nha anh em. Nó hướng dẫn anh em chúng ta ở bên phía này là bên cô dây hoạt động chứ về cô dây tân thủ. Hàng chi mình nhất cô dây tân thủ không có. Đâu. Cô dây hoạt động đâu? Điều kiện cần cấp 10 thì mình cấp 10 rồi. Muốn gì nữa? À đúng. Ghi nhận là cấp 8, tức là nãy nó vừa ghi nhận thôi anh em. Bây giờ mình sẽ đăng xuất ra thì mình sẽ đăng nhập lại. Đấy, như vậy thì nó sẽ được. Tại vì nó chưa load kịp đó anh em. À, chọn server của chúng ta là 490. Đó, thấy chưa? Ghi nhận cấp độ 10 liền, nhận có dê liền anh em. Đó anh em, rất là nhiều có dê cho anh em luôn. Và hiện tại thì các bạn khi là các bạn lên cấp 15, 20 đều có dê và phần thưởng rất là ngon nha anh em. Cho nên anh em nhớ tranh thủ để nhận nha, nó không hết hoạt động là sẽ không nhận được đấy. Chọn lễ bao. Sau đó chúng ta sẽ nhận được có dê và nó sẽ gửi về thư. Nói chung là berry đồ thì nó tự cộng dồn hết. Và cái này là tinh linh thạch, cái này thì ít bữa có tinh bàn thì mới dùng. Ba lô thì tiếp tục mở thôi anh em, còn cái này là túi nuôi cá. Chúng ta cũng chưa có hoạt động Alabu cho nên là chưa có sử dụng mấy con cá đó. Ok, bây giờ mình sẽ mở cá ra luôn đi. Rồi cá vòi vòi, tinh linh thạch thì thôi mình cứ để đây cũng được. 1, 2, 3, 4, 5. Mở được 5 ô nữa. Đấy, các bạn đợi phải tốn vàng, mở cái ô này cũng phải tốn vàng nha anh em. Nếu mà các bạn không có ba lô các bạn phải tốn vàng đấy, rất là cực luôn. Bây giờ mình sẽ cho bậc chính mang cái vũ khí. Ông Ken thì mang nhẫn. Ui rồi cấp 10 luôn à. Rồi chưa đủ điều kiện rồi. Mang đã tạm vũ khí này xài đi. Bây giờ mình sẽ đặt chân đến cuối xây gió nha anh em. Wow. Mắt ngầu luôn anh em ơi. Chiếc thuyền của mình tuy là nhỏ bé nhưng mà làm nên việc lớn đấy. Rồi. Đặt chân đến cuối xây gió thì có nhiệm vụ để làm luôn. Quá nhanh. Hoàng hôn trên biển chương 2. What? Chương 1 à? Mũ rơm bằng hữu và đối thủ. Ngầu vậy. Mình chưa hiểu lắm. Nãy giờ mình đánh cả buổi trời, cả một clip luôn nhưng mà chưa đến chương 1 à. Rồi ok, thôi tạm thời bỏ qua vấn đề đi. Mình đã mở được phòng thuyền trưởng này anh em. Sau đó mình sẽ nâng cấp cái này. Có nhiệm vụ. Đó. Nó hướng dẫn chúng ta làm, chúng ta cứ làm theo thôi. Chúng ta có ra khơi để kiếm thêm berry này. Wow. Lên cấp 11 luôn anh em. Nói chung thì những cấp độ đầu lên cấp khá là nhanh thôi. Co dê thì nó chỉ cho chúng ta đạt tới cấp 50 thôi. Cấp 50 là hết co dê rồi. Cái này là gì đây?
chúng ta xem những chiếc thuyền của chúng ta. Oh my god. Ok thôi. Hơn nữa có thể nhấn vào tàu chính của người chơi khác để xem lời nhắn. Lời nhắn gì thì cứ kệ đi em, mình không quan tâm lắm cái lời nhắn đó. Rồi có bạn bè rồi. Có hệ thống bạn bè rồi nè anh em. Anh em là muốn kết bạn mình thì có thể kết bạn nha. Đó ok. Được, nói chung là được. Ổn định. Tiếp theo mình sẽ nhận tiếp tục nhiệm vụ. Ngon nha anh em, mình cảm thấy thích cái series tân thủ này vãi lờ luôn anh em à. Ok, vậy là mình đã có nhiệm vụ mới luôn này. Nhưng mà hiện tại thì mình sẽ đánh cho anh em xem vài trận luôn. À, trước tiên đến với trận đấu thì mình sẽ ra YouTube một chút để mình hướng dẫn anh em. Nói chung thì nó sẽ có những cái từ khóa. Bây giờ thì YouTube nó rất là tiện luôn. Nó có một cái chế độ gọi là kiểu dấu thăng đó anh em. Để chúng ta viết cái từ khóa thì như anh em thấy ở trên chỗ này. Trên YouTube đây, mình đang tìm kiếm thì các bạn sẽ nhấn dấu thăng. Đó là cái ký hiệu đầu tiên để bạn viết từ khóa thì... khi mà các bạn viết cái này thì các bạn chỉ cần viết cái dấu hiệu phía sau thôi. Ví dụ như series của mình là series Tân Thủ. Tân Thủ thì các bạn chỉ cần nhấp dấu thăng là Tân Thủ S490. Đó, các bạn sẽ viết như thế này là nó sẽ ra tất cả những clip của mình có. Tại vì trong clip mình sẽ có đặt từ khóa, nhưng mà bây giờ thì chưa có đâu. Ok, mình sẽ ví dụ với một clip khác. Thì bây giờ mình có clip này. Clip này thì nó sẽ có từ khóa, anh em mình sẽ kéo cho anh em xem. Ở trên cái tiêu đề, ở trên cái tiêu đề của một clip thì mình đều đặt những cái từ khóa, anh em thấy không? Cái màu xanh xanh này này, đấy, mình đang bôi đen cho anh em thấy, bôi xanh cho anh em thấy. Còn không thì mình sẽ khoanh đỏ cho anh em thấy luôn. Đó, anh em thấy không? Thì ở đây mình có ba từ khóa, đó là trái quỷ thức tỉnh, nhưng mà mình viết tắt là TAW thức tỉnh. Từ khóa thứ hai là game VHT và từ khóa thứ ba là vua hải tặc Vinh Mi, nhưng mà viết tắt là VHT ZM. Khi mà các bạn nhấp vào, đây là các bạn nhấp vào trực tiếp luôn nha anh em. Các bạn đang xem có thể các bạn nhấp vào thì bạn sẽ, ví dụ mình nhấp vào VHTZM đi, thì nó sẽ lập tức ra tất cả những clip mà có từ khóa của VHTZM ở đây. Rất nhiều clip luôn. Đó, đem thấy không? Rất là nhiều luôn. Thậm chí là có một số clip của một số người khác nữa. Người khác đặt từ khóa như vậy thì nó cũng sẽ ra luôn. Nói chung là đa số đều clip của mình thôi. Đó, một cách rất là tiện lợi để chúng ta có thể xem được những cái clip rất là hay của mình và những cái từ khóa chung như vậy. Ok, đó là mình hướng dẫn cho anh em. Ok, đó là đây, các bạn thấy không? VHTZM liền, thấy không? Còn nếu các bạn nhập từ khóa Tân Thủ S490 thì nó sẽ ra những cái clip mà mình làm về Tân Thủ của server 490. Rồi ok. À, quảng cáo qua kênh một chút. Ngoài ra thì anh em nói chung thì xem clip nhớ, có thấy quảng cáo thì nhớ click cho mình nha. Cái đó rất là quan trọng đối với mình đấy. Cho nên là mong là anh em sẽ ủng hộ mình. Có bạn 15 Avida, nữ hải tặc dựa vào chùy sắc mà xưng bá cả một vùng đảo Kratos. Wow! Bà Avida này mạnh mẽ vãi lờ anh em ơi. Rồi ok, nói chung thì clip sau mình sẽ tiếp tục với series này. Còn bây giờ thì mình xin tạm dừng cái đã, clip cũng khá là dài rồi. Mình mong là anh em sẽ tiếp tục ủng hộ cho mình, comment thật là mạnh mẽ để cho mình có thêm tinh thần và động lực để có thể tiếp tục với series này, làm theo những clip tiếp theo. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye anh em, chúc anh em một ngày tuyệt vời. Nhớ like video, subscribe cho mình và anh đẹp. Ok, còn gì.